Đồ gỗ Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là sáng ngày 16 tháng Giêng năm 2018 âm lịch. Hôm nay là mùng 3 tháng 3 dương lịch, mùng 3 tháng 3 2018. Thì chúng tôi đang vệ sinh chỉnh trang sạch sẽ bộ trường kỷ gỗ vụ TKG6. Cái bộ này là chúng tôi chuẩn bị chuyển về thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, không biết là Hưng Sơn hay Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cái này tôi bán cho một khách quen, các anh mới hôm qua về ký duyệt bộ bàn ghế này. Và bộ bàn ghế thì lên đẹp long lanh luôn. Và đến thời điểm này thì các cái bộ trường kỷ gỗ vụ tại đồ gỗ Đức Hiền là đến bộ này lên đường coi như hết. Và chúng tôi đang sản xuất tiếp vài bộ nữa. Và một bộ này thì đặc biệt của nó lại là 6 thứ. Thông thường một bộ trường kỷ gỗ vụ thì giá của nó khoảng từ trên 30 triệu đến trên 40 triệu, đến 40 triệu là hai ghế một bàn. Tuy nhiên cái bộ này đặc biệt là hai ghế cộng với một chiếc bàn rất là lớn. Bàn này là 70m6 cộng với hai chiếc ghế đơn và một chiếc đôn. Tổng một bộ này như thế này mà hiện nay làm theo, nếu làm mới thì nó sẽ lên đến khoảng 60 triệu. Vậy là cái phần báo giá là để quý vị nắm được. Và đây là hình ảnh đang quay tại phía trước tầng 1 khu C. Và xin quý vị liên lạc chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình. Và bây giờ chúng tôi đang đưa hàng lên xe. Bên kia là khu hàng rồi. Và kính thưa quý vị, lúc nào ở trong các kho của đồ gỗ Hiền cũng có từ trên 40 bộ trường kỷ. Hiện nay chủ yếu là gỗ lim, ngoài ra có gỗ mun và gỗ chắc. Đợt tới chúng tôi đang sản xuất dở rồi, sắp xong vài bộ ghế gụ nữa để phục vụ đủ theo nhu cầu, tùy khách hàng muốn chọn loại nào cũng được. Và trước đây thì gỗ gụ và gỗ lim là giá tương đương, nhưng mà do một năm rưỡi này là bên Lào không xuất khẩu gụ sang nữa, cho nên là cái giá trường kỷ gỗ gụ có phần nhích lên hơn so với lim. Hàng họ thì thưa quý vị là hết sức là trau chuốt luôn, quý vị nhìn thấy đây cực kỳ đẹp luôn. Và hôm nay thì trường kỷ lim cũng có cả loại trường kỷ đơn này. Đấy là cái nét đặc sắc ở đồ gỗ Hiền, thì sản phẩm rất là đa dạng phong phú. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.